Hi, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với tập tiếp theo trong series Hi-Fi của The Fucking English. Trong video ngày hôm nay, tụi mình xin giới thiệu cho các bạn top 5 những sự thật thú vị về World Cup. Nội dung mà tụi mình mang đến lần này chắc chắn sẽ không làm cho bạn thất vọng đâu. Đặc biệt là đối với những fan thể thao, các bạn sẽ có cơ hội bỏ túi thêm những sự thật thú vị và bổ ích ngày hôm nay đó nha. Vậy thì còn chần chờ gì nữa? Intro nào! Mở đầu cho vị trí thứ 5 chính là không có World Cup vào năm 1942 hoặc năm 1946. Chiến tranh thế giới thứ 2 là lý do cho việc hủy bỏ trận chung kết World Cup lần thứ 4 và thứ 5. Sau chiến tranh, Uruguay đã trở lại giải đấu. Anh cũng đã tái nhập FIFA. Tiếp theo vị trí thứ 4 trong bảng xếp hạng ngày hôm nay chính là việc Ấn Độ đã từng không thể tham dự World Cup vì họ không thể chơi bằng chân tròn. Sự thật về World Cup đã cho chúng ta biết rằng Ấn Độ đã đủ điều kiện để chơi vào vòng chung kết World Cup vào năm 1950, nhưng họ đã chọn không tham gia giải đấu. Tại sao họ lại từ bỏ vị trí đáng mơ ước trong một sự kiện thể thao lớn nhất thế giới như vậy? Và câu trả lời là bởi vì họ không được phép chơi bằng chân trần. Đó cũng là cách duy nhất mà cả đội đã tập luyện vào thời điểm lúc bấy giờ. Ở vị trí thứ 3 trong bảng xếp hạng chính là việc chỉ có 8 quốc gia vô địch World Cup. Cho đến nay, chỉ có 8 quốc gia vô địch World Cup, mặc dù đã có 20 giải đấu. Các quốc gia đã chiến thắng lần lượt đến từ châu Âu hoặc Nam Mỹ như Brazil, Đức, Ý, Uruguay, Pháp, Anh hay là Tây Ban Nha. Vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng chính là việc Brazil đã vô địch World Cup 5 lần và đã góp mặt trong mọi mặt trận chung kết của World Cup. Brazil đã chơi tất cả 20 giải đấu và giành được 5 chiến thắng. Đây là một cường quốc của bóng đá và cũng là quê hương của Ronaldo và Pele. Brazil đã vô địch World Cup 5 lần. Các dữ liệu về World Cup đã cho thấy chiến thắng đầu tiên của quốc gia này là vào năm 1958. Hiện nay, Brazil là đội bóng giàu thành tích nhất trong lịch sử của World Cup với 5 chiếc vô địch, 2 lần về nhì và 2 lần giành vị trí thứ 3. Lần gần nhất Brazil đã đạt vị trí cao nhất trong World Cup là vào năm 2002, khi ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh được tổ chức đồng thời tại Nhật Bản và Hàn Quốc. Sự thật về World Cup đã cho chúng ta thấy rằng Brazil đã có sự khác biệt và là quốc gia duy nhất đã góp mặt trong mọi giải đấu của World Cup kể từ khi giải đấu này bắt đầu. Brazil đã 2 lần đăng cai World Cup và có những đóng góp đáng kể trong lịch sử bóng đá. Ngoài ra, đất nước này cũng đã 11 lần đứng đầu bảng xếp hạng FIFA nữa đấy nha. Và nắm giữ vị trí top 1 trong bảng xếp hạng ngày hôm nay chính là sự thật thú vị về một huyền thoại bóng đá. Ông cũng là người có nhiều lần vô địch nhất trong lịch sử World Cup, huyền thoại bóng đá Pele. Pele là một cầu thủ bóng đá nổi tiếng, được bầu chọn là cầu thủ bóng đá xuất sắc nhất vào thế kỷ 20. Ông là cầu thủ có nhiều huy chương giải vô địch nhất thế giới, là thành viên của đội tuyển quốc gia, đã giành giải vô địch World Cup vào năm 1958, 1962 và 1970 và là cầu thủ ghi bàn số 1 của đội tuyển bóng đá Brazil với 77 bàn thắng sau 92 trận đấu. Pele đã dạy nghề vào năm 1977 và được coi là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất trong lịch sử bóng đá cho đến hiện nay. Các bạn thân mến, vậy là chúng ta vừa điểm qua top 5 những sự thật thú vị về World Cup. Hy vọng vào video lần này, các bạn sẽ biết thêm cho mình được những thông tin thú vị về thể thao. Và nếu các bạn yêu thích video của tụi mình, đừng quên ấn nút like và subscribe kênh YouTube của tụi mình nha. Tụi mình là The Fucking English. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.